Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Ất Dậu nữ mạng 2005. Tuổi này tiền vận sung sướng, trung vận lao đao, may mắn thay hậu vận lại an nhàn tốt đẹp. Và sau đây thì chúng tôi sẽ tổng kết các phương diện cuộc sống, gia đạo, tình duyên, sự nghiệp của quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 nữ mạng. Quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm quý vị nhé. Xin mời quý vị. Gia chủ Ất Dậu nữ mạng sinh năm 2005 có cung mệnh thuộc cung trấn mạng tuyền trung thủy, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nói về Ất Dậu nữ mạng sinh năm 2005, chúng ta có thể luận đoán tổng quát qua một vài dòng thơ. Ất Dậu cung tấn số nàng, mạng thủy nước giếng chảy hoài liên miên, thu đông sinh thuận thời yên, gái thì sung sướng như tiên giáng trần, xuân hạ lỗi số cực thân, có chồng chẳng đặng chọn niềm gối chăn. Trung niên cũng chẳng có phần, lo lắng bươn trải tảo tần lo thân, lật nên nhà cửa nhiều lần, thế mà cũng dã vì phần chưa an, hậu vận mới được an nhàn, làm dư có của tụ tài số cô. Số phải tu niệm ăn chay thì trời Phật độ, họa may sang giàu, tấm thân an mạnh thành thơi, gia tài sự nghiệp có thời mới yên. Tổng quan, tuổi Ất Dậu cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại có nhiều lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần, hậu vận mới được an nhàn thoải mái. Tóm lại, tuổi Ất Dậu có nhiều sung sướng vào tiền vận, trung vận thì lao đao có nhiều buồn lo cho số phận, hậu vận mới được an nhàn thành thơi. Tuổi Ất Dậu có nhiều triển vọng tốt đẹp cho tương lai và sự nghiệp vào hậu vận. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác sẽ bị giảm kỷ. Đặc biệt, quý vị gia chủ nên có bên cho mình một pháp khí phong thủy của nhà Phật để nương nhờ ánh sáng của Phật Pháp, giúp gia tăng phước khí, chiêu cầu sức khỏe và bình an. Phong Thủy Gia Cát gợi ý cho quý vị gia chủ mang theo bên mình vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh, được chế tác từ bạc S999, thiết kế tỉ mỉ và tinh tế đến từng đường nét, với mặt trước là hình tượng của Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau khắc thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, rất phù hợp cho các quý vị Phật tử và gia chủ hướng Phật. Hơn nữa, mang theo vật phẩm bên mình, quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm vì đã được lựa chọn theo ngày giờ đẹp, theo tuổi riêng biệt nên công năng sẽ cực kỳ linh ứng. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên cũng lắm trớ trêu và có nhiều đau xót, phải trải qua vài lần đau buồn mới xây dựng được hạnh phúc. Nhưng với tuổi Ất Dậu, về vấn đề tình duyên vẫn được chia làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời phải trải qua 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời của bạn sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc, chỉ một chồng một vợ mà thôi. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của những người tuổi Ất Dậu. Bạn nên nhớ kỹ tháng sinh của mình để hiểu rõ cuộc đời của mình về vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Gia đạo công danh. Công danh có nhiều triển vọng tốt đẹp vào tiền vận và trung vận. Sự nghiệp phát triển, công danh tùy thuộc vào khả năng sáng suốt và sự siêng năng của mình. Phần gia đạo có nhiều lo buồn vào trung vận, hậu vận chịu số hẩm hưu, vào cuối cuộc đời mới được an nhàn sung sướng. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 60 trở lên, tiền bạc vào trung vận thì được nhiều kết quả tốt đẹp, vào số tuổi 28 trở đi có khả năng phát triển mạnh mẽ về vấn đề này. Tuổi hợp làm ăn. Trong cuộc sống, nếu cần đến sự hợp tác làm ăn hùn hạp hay hợp tác phát triển tiền bạc thì nên lựa chọn những tuổi sau đây. Đó là các tuổi Kỷ Sửu, Tân Mão và Nhâm Thìn thì chắc chắn là sẽ có cơ hội tạo nên sự nghiệp bền vững, không sợ thất bại. Lựa chọn vợ chồng. Việc hôn nhân là điều quan trọng, nếu bạn không lựa chọn đúng, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại trong sự làm ăn cũng như về tài lộc. Vậy nên, bạn nên chọn những tuổi này, cuộc đời bạn sẽ có được sự sung sướng, đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức cao sang, tiền bạc dồi dào. Đó là khi bạn kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Mùi. Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống sẽ được hoàn toàn đầy đủ, mang lại cuộc đời đầy tốt đẹp, không bao giờ thiếu hụt, trái lại, phần danh vọng sẽ lên cao. Nếu kết duyên với những tuổi này, cuộc đời bạn chỉ tạo nên một cuộc sống trung bình, đó là các tuổi Ất Dậu, Tân Mão và Quý Mão. Vì những tuổi này chỉ hợp với bạn về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc nên chỉ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc trung bình. Nếu bạn kết duyên với các tuổi sau đây, cuộc sống của bạn khó tạo được nên sự đủ đầy, mà trái lại sẽ có rất nhiều những khó khăn, phải sống trong sự nghèo khổ, triền miên, đau buồn, cô độc. Đó là Đinh Hợi, Mậu Tý, Quý Tỵ. Vì những tuổi trên không hợp với tuổi của bạn về tình duyên và cũng không hợp với bạn về đường tài lộc, nên cuộc đời của bạn sẽ có thể phải cam chịu cảnh nghèo nàn, không tạo được phương tiện hay cơ hội phát triển được công danh tiền tài. Có những năm mà bạn không nên kết hôn vì nếu kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là vào 17, 22, 23, 29, 34, 35, 37 tuổi. Những năm này tính chuyện hôn nhân sẽ không thành hay nếu thành sẽ gặp cảnh xa vắng như trên. Sinh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có nhiều thay đổi về vấn đề tình duyên hay có nhiều chồng, đó là sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Tuổi Đại Kỵ. Trong việc kết hôn hay làm ăn, nếu bạn gặp phải những tuổi sau đây, bạn sẽ bị tuyệt mạng giữa cuộc đời hay ít ra cũng có nhiều sự biệt ly trong buồn tuổi. Đó là bạn hợp tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ và Mậu Dần. Những tuổi trên đây rất khắc, không nên hợp tác hay làm ăn kết duyên. Gặp tuổi Đại Kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt gia đình thân tộc. Trong việc làm ăn gặp tuổi Đại Kỵ không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nếu có con cái là tuổi Đại Kỵ thì phải nhờ người khác nuôi đến 12 tuổi mới được mang về nhà. Ngoài ra để hóa giải những nhân khí xấu xung quanh, chiêu mời quý nhân, các mối lương duyên tốt lành, quý vị gia chủ có thể nên mang theo bên mình vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Cụ thể, tuổi nữ mạng 2005 nên thỉnh đeo vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Vòng được làm từ gỗ xưa, một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm, có khả năng hóa giải thị phi, hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, kết hợp với 3 viên mã não, mang năng lượng dương rất cao, tương trợ, kích hoạt năng lượng tích cực cho bản mệnh, từ đó thu hút may mắn người tốt tài vận đến với gia chủ. Với vòng tay tam hợp Tỵ Dậu Sửu, quý vị gia chủ hữu duyên thỉnh đặc biệt yên tâm vì đã có sự gia trì và thử nghiệm của các bậc thầy phong thủy, giúp vật phẩm phát huy công năng tối đa tốt nhất đến tay của người sử dụng. Năm khó khăn nhất. Ất Dậu có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, đàng hoàng. Đó là vào những năm bạn ở vào số tuổi 24, 28, 31, 38 tuổi. Những năm này đề phòng tai nạn, bệnh hoạn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Ất Dậu xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn thì hợp nhất. Xuất hành theo trên sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc làm ăn, không sợ thất bại. Từ năm 20 đến năm 25 tuổi, trong diễn biến từng năm của cuộc đời. Năm 20 tuổi, năm này có sự đau buồn về vấn đề tình cảm, tài lộc, chỉ ở mức độ thấp kém. Năm 21, 22 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp trong vấn đề công danh, tình cảm vượng phát, tài lộc bình thường. Năm 23, 24 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp, vấn đề tài lộc, đường công danh có bề bối, việc làm ăn hay tình cảm có phần sút kém. Năm 25 tuổi, năm này có thể tạo nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, năm này bạn có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc lẫn tình cảm, toàn năm có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này bạn có thể tạo lấy nhiều tốt đẹp cho cuộc đời về tình duyên, công danh lẫn tài lộc, làm ăn tốt nhưng kỵ đi xa. Năm 29 tuổi và 30 tuổi, 29 tuổi có xấu vào cuối tháng 10 trở đi, ngoài ra những tháng đầu năm và giữa năm trung bình. Năm 30 tuổi khá tốt nên cẩn thận việc giao dịch tiền bạc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi toàn năm trung bình, năm 32 và 33 tuổi, hai năm này xấu, không nên phát triển làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, có hao tài hay bệnh hoạn vào những năm này. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này có thể tạo lập sự nghiệp và công danh, thuận tiện cho việc phát triển cơ nghiệp. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, năm này không được tốt nên cẩn thận tiền bạc, không nên làm ăn lớn. Năm 37, 38 tuổi, hai năm này hay nên giao dịch hay giao thương sẽ gặp nhiều may mắn, đi xa làm ăn càng tốt. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này có hao hụt hay thiếu thốn về tiền bạc, nhất là nên cẩn thận về con cái, gia đạo có nhiều bê bối. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, năm không được tốt cho buồn mạng, trong gia đình thân tộc gặp đại nạn, nhất là vào các tháng 4, 7, 10, âm lịch. Năm 42, 43 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về gia đạo, việc làm ăn giao dịch và tình cảm có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 40, 4 và 45 tuổi, hai năm này bình thường, cuộc đời không có gì sôi động. Từ năm 46 đến năm 49 tuổi, năm 46 tuổi, năm này gặp nhiều may mắn trong con đường công danh sự nghiệp lẫn tài lộc. Năm 47, 48 tuổi, hai năm này buồn mạng vững, đường làm ăn bình thường. Từ năm 50 đến năm 55 tuổi, thời gian này tiền bạc trung bình, buồn mạng không được tốt, có bệnh hoạn, hao tài trong những năm này, nên lo việc gia đình thì tốt, không nên đi xa giao dịch tiền bạc. Từ năm 55 đến 60 tuổi, thời gian này bạn có cơ hội tạo lập một cuộc sống vui tươi và tốt đẹp cho gia đình, buồn mạng có phần yếu đi nhưng gia đạo yên vui và hạnh phúc, kỵ mùa đông và cuối mùa hạ nên lo cho buồn mạng thì tốt hơn. Thưa quý vị, trên đây là đoạn đoán tử vi trọn đời tuổi Ất Dậu 2005 nữ mạng. Nếu quý vị gia chủ chiêm nghiệm thấy đúng thì hãy để lại bình luận cho Phong Thủy Gia Cát biết quý vị nhé. Những ý kiến đóng góp quý vị gia chủ sẽ là người chủ động để là nguồn động lực giúp chúng tôi sản xuất những số tử vi phong thủy chất lượng, giúp cho quý vị gia chủ hiểu mình, hiểu vận và từ đó có thể khẳng định và định hướng giúp cuộc sống của mình trở nên may mắn và trọn vẹn hơn. Lời cuối thì chúng tôi xin chúc tất cả quý vị sức khỏe, thọ trường, an khang.